What? Oh, wow, JD, look at your hoodie. Oh, your daddy did it? Mm-hmm. Wow, you look pretty cool, JD. Pizza. What? Are you gonna make me a pizza? A pizza? A daddy pizza. That's, mommy pizza? That's taco. Mommy pizza. No, not pizza. Juice? Juice, yeah. What else? What else you have? I have moon. Spoon? Yes. Wow, what color are those? Moon. What color is that? Moon. No, not moon. That's spoon. 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 Away spoon away. Come over here, JD. Wait. Come over here. Can I see your spoon? No, I want to see spoon. What color are those? À, cô chú thấy chơi nói tiếng Anh chưa? Đau. Bị đau hả? Are you hurt? Yeah. Why? Why did you get hurt? Because why? Why? Okay. Are you gonna make mommy some hamburger? No. Can I buy some? No. I have money. No, I'm buy daddy money. Oh, daddy has money? Yes. Mm-hmm. Here you go. Here's the money. Thank you. You're welcome. Oh, wow. How much? Thank you. It's 25 cents. Oh, is that your phone? Yes. Who are you going to call? Where? Who are you going to call? Where's toys? Toys? Where's toys? Where's toys? I don't know. But who are you going to call? The toys. Oh, wow. You're going to sit in your car? Look at you. Money. Uh-huh. Money. Yeah, I gotta get the money. Okay, let's call somebody. Who you wanna call now? No, con nhảy đi. Oh. Okay, now your turn. Lại đằng kia. JD, I want some cafe. Okay. Okay, thank you. I want the purple one, please. Mm-hmm. How much is it? No money, Dad. Oh, you want that one? Okay. Mommy's good. What? Oh, wow. That is a lot of mixing in it. JD, it's going to be a great coffee. No. Why not? Open with it. Come on. Bán cho bạn ly cà phê nha. Ok. Ok. Làm cho ngon ngon nha. Rồi, con đưa mẹ hai tay. Đưa hai tay cho mẹ. Hai tay. Đúng rồi, hai tay đưa cho mẹ, hai tay. Con không biết đưa hai tay là gì hết trời. Uống sao? Ồ, uống vậy hả? Nữa. Uống nữa làm sao? Con cho mẹ uống đi, con đổ cho mẹ uống đi. Ok, cho mẹ uống cà phê này. Uống cà phê nào? Ok, can you cover it? Yeah. Yeah. What are you making? What are you making? Coffee? Yeah. Okay, here you go, the money. Thank you very much, sweetheart. Thank you. Money đâu? Money. Đó, money đó. Lạnh quá. Lạnh quá hả? Nó mini lạnh quá hả? Không biết nước à? Ooh, ngon quá. Thank you very much. I want some hamburger now. I want some pizza, please. Hot dog. How come? Hot dog. Mẹ muốn ăn pizza. Hot rồi hả? Trời ơi, không chuyển qua tiếng Việt lại vô liền, không vô vô đúng bài luôn. Bỏ đây. Bây giờ chơi hát cho cô chú nghe bản đi.
London Bridge is falling down. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Không, không hả? Ok. Rồi, hát bài gì? Cái gì đó? Oh, she's sweet but a psycho, little bit psycho. I love it when you call me. Oh, thank you. Oh, wow. Cookies. And choose too. I want some strawberry smoothie, please. Thank you. Oh, bánh cookie ngon quá cô chú ơi. Ngon. Rồi trả đó. Không trả. Trả nữa. À, không trả nữa hả? Ngồi lẹ đi, sao làm gì lâu dữ trời. Rồi vô. Xong. Để nắp. À, đẩy nắp vô đó hả? Rồi, nắp mà đạp dưới chân nó xong lấy lên đẩy làm ba buôn bán vệ sinh dễ sợ luôn. Chắc kêu quản lý đô thị vô quá. Bye bye. Bye bye hả? Rồi bye bye đi đi. Rồi lái xe đi rồi. Ủa? Rồi lấy. Ồ. Rồi dở quá, không muốn đâu. Chay làm đồ ăn dở quá. Trả tiền lại đây. Trả tiền lại đây. It's broken, JD. It's broken. No money. Can you fix it? Okay. Okay. Fix it. Fix it, please. Fix it. Okay. Fix it. Rồi, wash your hand before you fix it. Before you cook, don't forget to wash your hand. It's broken? Yes. Sao cái dĩa bị sao? Cái dĩa bị gì? Bị bóc lên rồi nhà. Chắc. Sao? Máu cà phê hả? Ê, mẹ muốn ăn xúc xích. Dạ. Chị có bán xúc xích không? Dạ. Bán cho cây xúc xích đi. Ok. Để mẹ muốn nè. Ok. Mẹ muốn cái muỗng màu vàng. Không. Em muốn là blue. Muỗng màu blue hả? Không, mẹ muốn cái muỗng màu đỏ. Không, blue. Màu blue hả? Rồi đây, cảm ơn nha. Nước đi ơi. Hả? Để nắp. Để nắp lại hả? Trời ơi, coi kìa. Giàu có thì kêu khoe nguyên sợi dây chuyền buôn bán. Buôn bán mà khoe giàu có quá. Rồi để nguyên sợi dây chuyền nè. Mua phẹt đâu? Mua phẹt đâu? Mô phải đâu? Rồi, trời ơi, mô phải tao mất tiêu rồi chị ơi. Kiểm tra lẻ lên, lo buôn lo bán quá kìa. Nguyên sợi dây chuyền chắc rớt vô đồ ăn của khách hàng rồi. Mặc áo mặc quần nè. Đội đâu đội cái nón đồ lên ha, mà gỡ nón ra nha. Không nón. Trả nhát. Ủa đội nón lên hả? Không chịu. Đây, để mày đội lên cho. Đội lên vậy nhìn mấy đai dân buôn bán phải không? Rồi, đúng rồi, đẹp rồi. Đúng rồi nha, mấy cô buôn bán ở Việt Nam á, trời nắng quá mấy cô đội nó lên luôn. Rồi, trả nè, ngon quá, cảm ơn nha. Ngon quá. Lấy điện thoại gọi lên. Không đi chơi nữa. Đáp lại. Chú hút chân rồi. Hả? Con nè hả? Cái dĩa đó màu gì vậy? Dĩa màu gì? Đồ bậy. Dĩa màu gì? Màu yellow là màu gì? Trời ơi. Trời ơi, bỏ muỗng lên dĩa chứ. Kìa con bướm vàng, kìa con. Để đâu? Để đây. Để cái gì đây? Để đây.
Mẹ đi để rồi. À mày đi để bàn ăn á hả? Rồi con bưng lại con phụ phụ mẹ đi. Kìa con bươm vàng, kìa con bươm vàng. À xin lỗi rồi, mẹ làm đổ đồ của con rồi hả? Mẹ xin lỗi chay nha. Ờ, mẹ xin lỗi. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bướm bướm bay 2-3 vòng, bướm bướm bay 5-3 vòng. Em ngồi xem, chay ngồi xem. Hát chị con bướm vàng đi chay. Kìa con bướm vàng, kìa con vang bướm. Đúng rồi. Vòng bướm bướm bay 2-3 vòng. Trời ơi, giờ nó biết chưa? Giờ tôi hát xe con cười con bướm vàng, con bướm vàng nó hát xe đôi cánh được không? Bướm bướm bay 2-3 vòng, em ngồi xem. Em ngồi xem. Đúng rồi. No no, kìa con bướm vàng. Bướm bướm bay 2-3 vòng. Em ngồi xem. Rồi bây giờ mày hát gì con bướm vàng chơi hát xoài đôi cánh nha. Ok. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Sao con bướm vàng sao? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Bye con. Ủa lái đi đâu vậy? Con bướm đi đâu vậy con bướm? Nghe có biết bài bướm trắng không chay? Một cánh bướm trắng trong chiều nắng thấp thoáng, ta muốn bạc bướm trắng trao tặng. Sao được, cái xe bus với xe đó là phải đua nhau chứ sao đẩy được. Trời hay vậy chưa. Trời ơi, con xe bus đi kìa. Wow. Không sao. Không đi theo hả, mẹ ở nhà hả? Vậy bye bye chay nha, chay đi làm vui nha. Không mẹ miếng chưa? Ok. Ok. Đi làm vui vẻ nha. Dạ. Đưa mẹ không miếng. Đi làm kiếm tiền mua sữa cho mẹ uống nha. Dạ. Có đi tội nghiệp trời ơi, coi con thua kìa. Con cực khổ chưa? Coi nhìn đằng sau kìa. Cái dáng đi của nó kìa. Vất vả khăm khổ quá. Ủa bị rớt rồi hả? Bị broken rồi hả? Dạ. Trời ơi, con đem về cho mẹ bánh pizza mẹ ăn trưa hả? Dạ. Đi bán có tiền về mua sữa mẹ uống nha, mua đồ chơi cho mẹ chơi nha. Bye. Bye bye. I love you. I love you. Đồ chơi nè hả? Trời ơi, con sữa đâu? Uống sữa, mẹ muốn uống sữa. Uống sữa nè. Uống sữa nè. Bye bye. I love you. No, I love you more. I love you more. No, 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 I love you more. No, I love you more. No, 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 I love you more. Sure, I love you more. No, stop it, I love you more. I love you more. I love you more. Cắt gì? Hả? Cắt pizza. Cắt pizza hả? Ủa, đâu hả? Đâu hả? Rồi đi làm gì có tiền chưa? Nãy giờ sao thấy đi vòng vòng hoài vậy? Không thấy đem đồng bạc nào về vô vậy? Hả? I want money. Okay. Okay, I want money. Give me money. Yeah. Mẹ muốn tiền, đưa cho mẹ tiền đi. Trời. Hết tiền rồi hả? Yeah. Đi bán mà tại sao hết tiền? Cho mẹ lụm cho. Nè. Đi bán nè, đi bán vui vẻ nha. Dạ. Mua sữa về mẹ uống nha. Dạ. Ừ, chắc giỏi ghê, có đứa con coi kìa. Có cái bàn chân nhỏ bé mà phải đi vua bán, mua sinh kiếm tiền gì cho mẹ. Mẹ đòi đi theo nó không cho đó. Mẹ đi bán với con nha. Dạ. Rồi, vậy mẹ đi lại đây nè. Rồi, mẹ đi bán với chay nha.
Không hả? Không cho hả? Mẹ ở nhà hả? Dạ. Mẹ ở nhà nằm 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 chờ cho về ha. Mẹ đi hả? Xích vô coi chừng xe. Xích vô coi chừng xe. Bye bye, chị đi làm vui vẻ nha. I love you. Sẽ làm hả? Không cho đi ba. À, không được đi đâu. Ok ok, xe có một chỗ mà không được đi đâu. Mẹ mẹ đi theo mẹ phụ dây được không? Mẹ đi nha. Không được đi hả? Không được đi xe. À, mẹ hung cây chay cái thì cây chay đi làm. Mẹ hung chay cái thì chay đi làm. Okay. I love you. I love you. No, I love you more. No, I love you more. I love you more. I love you more. No. I love you more. No, I love you more. No. I love you more. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Rồi, ra đây bán là phải không? Sáng giờ bán được nhiêu tiền rồi? Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Wow, JD, you so good. Trời ơi, Jay biết hát bài ABC rồi cô chú ơi. Con á, con là người rỡ ra bây giờ nè. A, B, C, D. Không được, không được, không được. Rồi làm vậy là hư cái bảng ABC luôn rồi. Wow, cô chú thấy Jay hát giỏi chưa? A, B, C, D. Hát đi. Bye bye. A, B, C, D, bye bye. Dễ dạ. Wow, Jay giỏi quá. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Mẹ ăn mua. Mẹ mua. Mẹ ăn mua. Mẹ mua. Mẹ ăn mua. Mẹ mua. Mẹ mua hết á. Nguyên cái chiếc xe tải này là mẹ mua, là mẹ rồi mẹ là người tự lắp hết cái chiếc xe này cho chay luôn á. Cái chiếc xe này nó rất là ý nghĩa. Cái chiếc xe này nó ý nghĩa là sao? Là mẹ với chay á cùng là người nằm mua chiếc xe này vào lúc 1 giờ sáng. À, xong rồi cái mẹ với Chay đi ngủ, xong rồi cái vài ngày sau chiếc xe này về tới nhà, cái mẹ với Chay là người cùng nhau lắp ráp cái chiếc xe này. Hả? Ai mua? Ai mua? Xe bá bài. Mà ai mua? Xe. Mà ai mua? Xe. Xe gì? Con kéo mẹ đi đi. Ok, kéo mẹ. Ừ, kéo mẹ đi đi. Kéo mẹ đi đi. I love you. Chay đi, I love you. Đi đâu? Xe. Xe sao? Xe đi làm. Mà con hát ABC cho mẹ nghe đi. Không ABC nữa. Không ABC nữa, về hát bài Kìa con bướm vàng đi. Hát bài Kìa con bướm vàng đi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Thì sao nữa? Xe đôi. Xe đôi cánh. Ghế ướt rồi hả? Lấy giấy lau. Ok. Ừ, lấy giấy lau đi, lấy giấy lau ghế đi. Vô đây khăn. À, 1, 2, 3, bước ra. Trời ơi, kêu nó giấy, lấy giấy lau, đi lấy cái giấy này, không phải, cái giấy này không phải để lau. Baby, yeah. I told her to get a paper towel to clean the chair. She ran into the bathroom and get the toilet paper. Chay à, cái giấy này không phải để đem lau chùi mấy cái này nha con. Cái giấy này chỉ để trong nhà vệ sinh thôi. Mày chỉ chay nè. Không phải cái giấy nào là mình cũng sử dụng trong mục đích giống nhau, hiểu không? Mặc dù nó là giấy. Đây nè, chay. Cái giấy này nè, mới đúng là cái giấy để con chùi
Cái giấy này mới đúng là cái giấy để con chùi, còn cái giấy kia đem vô nhà vệ sinh lại, đem cất vô. Cái giấy này mới đúng là cái giấy mà để con chùi đồ nè. Nhưng mà con chùi xong rồi, bây giờ con không được sử dụng giấy nữa, không được, hoang phí. Để đây, cái con này. Nhưng mà mới mốt mày kêu lấy đồ giấy chùi là lấy giấy đó nha chưa, tuyệt đối không được lấy giấy kia nghe chưa. Nghe mẹ nói nè, từ giờ về sau không bao giờ được lấy giấy này đi ra ngoài đây nữa nghe chưa. Cái giấy này chỉ được nằm trong nhà vệ sinh thôi. Rồi làm gì vậy? Làm gì? Làm này là làm gì? Trời ơi, có được không? Còn nửa nữa nữa. Cái giờ xích da vậy? Con đâu có làm gì đâu, rất gần. Vui không? Xích da không cho ngồi ghế hả? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh. Muốn nhà nè. Con muốn chuối hả? Không. Xòe đôi cánh, bướm bướm bay 2, 3 vòng, bướm bướm bay 5, 3 vòng, chay ngồi xem. Hát đi cháy. Ai mua? Rồi bây giờ chơi bẹt hát coi. Đi đâu với con? Nè con cất cái giấy này trong nhà vệ sinh cho mẹ nè. Muốn nào? À con muốn chơi đua xe hả? Dạ. Ok. Rồi xuống. Rồi xách ra đi. Xách ra đi rồi mẹ lấy xe cho. Nè, cầm đi. Thì đó, mẹ đi cầm xuống nè, cứ cầm đi, cầm đi. Cầm hết đi. Đó, thấy chưa, rồi, rớt xe. Rồi, rớt xe rồi, thôi kệ đi, nè, mẹ lấy mấy chiếc này nữa nè. Ra đây, đi, cầm xe kìa. Đó, bây giờ tới tiết mục đua xe cô chú ơi. Cái này ba chỉ cho con không biết bao nhiêu lần rồi mà con cũng vẫn chưa làm đúng. Đây nè, mẹ chỉ nè. Đây nè, con phải làm vậy nè. Gạt xuống. Đó, nhưng mà cái này nặng quá con gạt không nổi đâu. Too bad. That was too big. That one's not a car that'll fit in there. Look, see it's too big. This one too. Bắn ra, bắn ra, xe chạy ra đó cô chú. Ba mua cho nó chơi đó. Rồi bắn ra đi. Bắn đi con. Bắn ra cho cô chú coi coi. Bắn ra. 1 2 3 Wow. Nửa. Wow, you gotta pull it back though. Do you know how to pull it back? Cô chú thấy không? Chơi hết cái này tới kia, chơi này chút nữa chán là bắt đầu chơi bát. Biết vậy đó, suốt ngày là không có chiều rồi bắt đầu chiều xách cái này ra chơi tiếp. Rồi cứ đi bát đầu hàng tiếp như vậy đó. Xong rồi cái tối cái bắt đầu chơi iPad tiếp. Hay vậy. You got it. You got it. 2 3 4 5 Wow, oh wow, đôi bạn cùng tiếng kìa. Nửa. Một. Sô-cô-la. À, sô-cô-la hả? Cái màu đó giống màu sô-cô-la, đúng rồi. Yeah, it's a chocolate color. No, don't. You can't eat it. She tried to eat it every time. Con không có được ăn con. Cái đó đâu phải sô-cô-la đâu. Rồi, bắt đầu đếm nha. Một. 2 3 4 Ôi trời. Chưa, phải kéo lại. Đúng rồi, kéo mạnh lên. Đúng rồi, dùng hết sức. Yeah. Oh, close. Yeah. Yeah. Mạnh lên. Almost all the way. Keep... Mạnh lên. Baby. No, do it again. Baby, hold her hand and help her. Do it again. Lại lại đi con. Đúng rồi. Go ahead. Yeah.
Yeah, it's really hard though. Yeah. A little, she'll get it in a little bit. Chị hơi yếu. Nhưng mà cái đó thì hơi mạnh. She learned how I taught her how to load it. Put it in the ramp in front and back it up into it. Wow. It's easier, right, JD? Oh, she's sweet bird size. Let's go, man. Let's race them. All right, you're telling them to go. You're on the boat. This way. Be careful, honey. You don't want it to pop on and crush your finger. Gotta be careful, okay? Rồi, để mê lẹ lên. Nãy giờ cô chú ngồi đợi lâu quá, có cái ship với có hai chiếc xe thôi mà. That is a, that... 1, 2, 3, 4. Chưa mà. Trời, còn ha 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 nữa. Thôi bây giờ chơi xe đi nha. Bye bye cô chú nha. Rồi, cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của chay ngày hôm nay. Hy vọng là cái video clip này đủ dài để cô chú có thể thỏa mãn chay. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt các cô chú nha. Bye bye.